Hồng Thôn là một ngôi làng cổ nằm ở huyện Hoàng Sơn, thuộc thành phố Huệ Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Được mệnh danh là ngôi làng trong tranh, Hồng Thôn nổi bật với kiến trúc cổ kính, độc đáo và cảnh quan tuyệt đẹp, thu hút du khách từ khắp nơi. Ngôi làng này đã tồn tại từ hơn 800 năm, nổi bật với bố cục kiến trúc dựa trên hình dáng một con trâu, trong đó dòng kênh nước chảy xuyên suốt làng đóng vai trò như mạch máu của con trâu ấy. Hồng Thôn có những ngôi nhà cổ với tường vôi trắng và mái ngói đen, hòa quyện cùng những con đường lát đá quanh co, tạo nên một không gian vừa yên bình vừa trầm mặc. Cảnh sắc của làng trở nên tuyệt đẹp sau những cơn mưa, khi mặt nước hồ Nguyệt Chiếu phản chiếu rõ nét những dãy nhà cổ, cây cầu đá và cảnh quan xung quanh. Điều đặc biệt là Hồng Thôn vẫn giữ nguyên được nét đẹp truyền thống qua thời gian, như một bảo tàng sống của kiến trúc và văn hóa thời nhà Minh và Thanh. Với giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt, Hồng Thôn đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2000 cùng với Tây Đệ của thôn. Đây không chỉ là điểm đến của du khách mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia, nhờ vào khung cảnh thanh bình và thơ mộng, tựa như bước vào một bức tranh thủy mặc sống động.